Thật buồn là khi kể rằng hầu hết các bạn kinh doanh quán cà phê, trà sữa, quán ăn này nọ, các bạn không có gì ngoài sự cố gắng. Đó là cái làm cho bạn thất bại đầu tiên. Vì cái giai đoạn ban đầu, các bạn rất tự tin, thậm chí tự cao và hưng phấn. Và các bạn nghĩ đơn giản thôi là mình nỗ lực thì mình sẽ làm được. Thế là từ những ngày ban đầu chi rất là mạnh tay, mở một quán cà phê chẳng hạn, đầu tư bàn ghế rất là đẹp, rất mắc tiền, bỏ hàng giờ, hàng ngày, đi hàng tháng đi tìm mặt bằng, rồi học pha chế, test món để tạo ra nước uống ngon, rồi cố gắng bắt chước y chang các vị của thương hiệu lớn, rồi cuối cùng vỡ mộng vì bán không được. Vì mình ngây thơ nghĩ là chỉ cần mình pha chế ngon là sẽ thành công. Thực ra tôi cũng rất thông cảm vì 10 năm trước tôi cũng từng như thế. Ai thất bại đều mắc một lỗi phổ biến là cứ nghĩ mình có sản phẩm tốt là ok rồi. Nhưng mà thực chất của cuộc chơi là bạn bán giỏi hay không. Bạn phải bán được hàng, chứ còn cái việc tạo ra được sản phẩm hay không thì ok, nó cũng quan trọng, mình không phủ nhận. Nhưng bạn phải biết cách bán hàng, chứ còn đằng này kinh doanh kiểu gì mà suốt ngày chỉ biết ngồi test món, chỉnh vị, mua này mua nọ, trong khi đó kỹ năng bán được cái mình có thì không biết một cái gì hết. Chỉ nghĩ ngây thơ là mở quán có cái mặt bằng và đủ ngon thì có khách sẽ nườm nượp kéo tới ăn. Và khi bạn không biết bán hàng mà bạn còn cố gắng nữa thì lại càng dấn thân hơn vào cái vùng lầy mà các bạn nghĩ là các món nước của mình chưa ngon. Bạn lại tiếp tục dành nhiều thời gian để pha nước cho ngon hơn và bạn không dành thời gian cho hoạt động marketing nào cả, thì cái việc dẹp quán là điều chắc chắn. Nếu muốn chơi được trò chơi kinh doanh, bên cạnh việc cố gắng, bạn phải biết các con số, biết kinh doanh. Ban đầu là phải hiểu biết, phải biết cách bán cà phê, bán trà sao cho đông khách, phải biết cách marketing, phải biết nắm bắt thị trường, phải biết USP của quán mình là gì. Đó là những thứ về cách chơi sao cho giỏi đó. Và cái đó phải học đầu tiên nếu muốn kinh doanh quán cà phê. Phải nắm vững rồi bơm sự cố gắng vô thì các bạn mới thành công, và thành công rất là nhanh. Và nếu các bạn có thất bại thì các bạn đứng lên một cái rẹt à.